Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Ngày hôm nay em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người. Thì bên cơ sở kinh doanh của em lên sản xuất ra một cái video để tổng hợp lại ba cái mẫu loa toa từ dòng 10W cho đến 30W để phục vụ anh em chúng ta săn bẫy mùa giải năm 2022 nha. Và trước khi đi chi tiết về sản phẩm ngày nay, em nói rõ về cách thức mua bán và giao dịch để tất cả các bác chúng ta lần đầu tiên đến với kênh cũng như lần đầu tiên chúng ta mua hàng online chúng ta yên tâm tuyệt đối hơn nha. 100% anh em được đồng kiểm tra trước khi đoàn nhận tiền, đúng sản phẩm và chất lượng ở đây thì anh em vui vẻ thanh toán cho em nha. Đầu tiên đó chính là cái mẫu 10W, anh em có thể quan sát rất là nhỏ này. Đối với sản phẩm 10W này, anh em chúng ta có thể đánh quốc ta này, anh em có thể đánh mắt đỏ. Nói chung là sản phẩm này đánh những dòng chim nhỏ khá chi là ok. Tiếp theo nữa đó chính là dòng 15W, chúng ta có thể đánh quốc biển này, đánh tất cả các loại chim đêm, đánh hú, đánh các thứ đều ok các bác nhá. Và tiếp theo nữa đó chính là dòng 30W. 30W này chuyên dụng để cho anh em chúng ta săn bẫy chim, ví dụ là đánh chim gà đồng này, đó cúng núm thì quá chi là tuyệt vời ở cái sản phẩm toa 30 này. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về chất lượng như sau. Hàng này của nó thì toàn bộ là hợp kim nhôm. Đây, toàn bộ vành của nó là hợp kim nhôm hết, từ 10W cho đến 15W và 30W toàn bộ hợp kim nhôm. Và nhựa của nó là nhựa ABS anh em nhé. Đối với sản phẩm này thì các bác yên tâm khi sử dụng này. Đó, các bác yên tâm khi sử dụng này, toàn bộ hàng này chúng ta đánh chim đêm quá chi là tuyệt vời. Nói chung là tiền nào thì của đấy anh em ạ. Em cũng xin nói luôn, nhiều bác khách mua hàng cứ phân vân và lăn tăn là: em ơi, cái hàng này có phải hàng Indo không? Hoặc là bác ạ, em ơi cái hàng này có phải hàng tàu không? Thì em xin nói luôn, tất cả hàng này em nhập khẩu nguyên hộp từ công ty, đó, từ công ty phân phối tại Việt Nam của hãng toa, chứ em không có nhập hàng trôi nổi trên thị trường, em nói luôn với các bác là như vậy. Còn hàng thì rất nhiều người bán và rất nhiều cách quảng cáo khác nhau. Đó, còn đến với em thì hàng em nhập ở đâu thì em nói rõ với mọi người là như vậy. Còn chất lượng thì các bác không phải lo đâu nhá. Cam kết với mọi người luôn. Nhận hàng mở ra thanh toán trước khi thanh toán tiền. Đúng như chất lượng sản phẩm anh em trả tiền giúp em. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi test đầu tiên vào cái loại 10W cho các bác dễ lựa chọn loa hơn nhá. Của cái dòng loa toa 10W này. Bây giờ chúng ta sẽ đi test về chất lượng âm thanh của dòng loa 15W nha anh em. Nói chung là anh em xem video này, chúng ta nghe qua video này, nó thực sự là nó không nghe được chuẩn tiếng. Tại vì tiếng nó ra nó sẽ bị nhỏ hơn khi các bác sử dụng trực tiếp các bác nhá. Còn khi anh em sử dụng trực tiếp thì độ phóng của nó rơi vào khoảng 1-2 cây số là chuyện bình thường. Ah!
tiếng của cái loa 15W, nói chung cái sản phẩm loa 15W này anh em chúng ta đánh chim đêm, đánh gà các thứ quá chi là ok và tuyệt vời anh em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi thử vào tiếng gà qua chiếc toa 30 xem có gì khác nhau không nha mọi người. Cái dòng 30 này mà chúng ta đánh gà thì phải nói là nó tròn vành vạnh luôn. Tại vì sao? Cái thứ nhất là cái toa 30 độ phóng khá chi là cao luôn. Nó phải rơi vào độ tầm 1-2 cây số là chuyện quá là bình thường. Mà các bác nào mà chúng ta có những cái vựa lúa, có những cái đồng lúa nó khá chi là rộng lên đến hàng hecta ấy, thì anh em sử dụng cái dòng 30 này là rất là tuyệt vời anh em nhá. Thứ nhất là độ phóng xa, thứ hai là âm thanh của nó ra rất là tròn tiếng và đánh rất là hay. Đối với ba sản phẩm này thì sản phẩm nào nó cũng sẽ phù hợp với tất cả các loại chim anh em chúng ta đánh. Tùy theo túi tiền của anh em chúng ta tới đâu thì chúng ta mua hàng tới đó nha mọi người. Đó, bên cơ sở em đang cung cấp song song đồng nhất ba cái mẫu loa này để phục vụ anh em mùa giải năm 2022 và về kho số lượng khá chi là ổn định. Các bác mà đang có nhu cầu sử dụng mẫu sản phẩm nào hãy nhấc máy lên alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm. Ngoài sản phẩm loa ra bên em còn có cả âm ly và nhận gia công lưới cho anh em theo nhu cầu của tất cả quý khách hàng. Và anh em nào đang xem video thấy hay có thể chia sẻ bài hoặc ấn đăng ký kênh và ấn vào chiếc chuông để theo dõi video hàng ngày em đăng tải cho tất cả mọi người nha. Chúc tất cả cô chú anh chị em chúng ta xem video vui vẻ. Chúc tất cả các bác chúng ta đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào toàn thể anh em. Hẹn các bác buổi video sau nha. Chào toàn thể mọi người ạ.